Cô chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần chữa bài của buổi số 207 và giao bài của buổi số 208. Chúng ta sẽ chữa bài với câu hỏi bắt đầu với từ để hỏi là từ how heavy. Đó chính là hỏi cân nặng. How heavy are you? Bạn nặng bao nhiêu thế? Vậy thì bây giờ mình sẽ cùng đến với phần chữa bài. Câu 1. Mẹ bạn nặng bao nhiêu? Với câu 1 này chúng ta sẽ thấy rằng là chủ ngữ mẹ, là chủ ngữ số ít, đúng không ạ? Mẹ bạn nặng bao nhiêu? Vậy ta có how heavy is your mother? Rất là dễ, chúng ta dùng với từ để hỏi là từ how heavy. Chủ ngữ your mother và động từ là động từ is, đi với chủ ngữ số ít. How heavy is your mother? Câu 2 tương tự, hòn đá này nặng bao nhiêu? Vậy ta có how heavy is the stone? Chúng ta có động từ là động từ is đi với chủ ngữ số ít là chủ ngữ the stone. How heavy is the stone? Câu 3. Gói hàng này nặng bao nhiêu?
Người ta có How heavy is the package? Câu 4. Cái thùng này nặng bao nhiêu? Vẫn là câu hỏi với chủ ngữ số ít. Vậy ta có how heavy is the box? How heavy is the box? How heavy is the box? Câu 5. Những quả cam này nặng bao nhiêu? Với câu 5 thì sẽ là câu hỏi số nhiều, đúng không nào? Những quả cam này nặng bao nhiêu? Vậy ta có How heavy are these oranges? Khi này với chủ ngữ số nhiều ta dùng động từ are và nhớ rằng là chủ ngữ ta phải chuyển thành oranges nhé. Chủ ngữ orange chuyển thành oranges. How heavy are these oranges? Vậy các bạn sẽ có thời gian để xem lại cả 5 câu trong phần chữa bài ngày hôm nay. Chúng ta đều học với câu hỏi cân nặng bao nhiêu, how heavy. Bạn nào chưa chữa được bài thì các bạn chữa bài mà giúp cô.